Casero Việt Nam xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thật là ý nghĩa và thật là vui vẻ, hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng tôi đang ở tại quê hương Tam Điệp, tại Đại Công Trường Vườn Ươm Suối Một, nơi mà tôi đã lớn lên gắn liền với mảnh đất đồi dứa, đồi chè, bát ngát đồng xanh. Chúng tôi xin giới thiệu với tất cả các bạn cái quang cảnh của Đại Công Trường Vườn Ươm số 1 của Casero Việt Nam đây. Vâng, bao nhiêu công sức và mồ hôi từ thế hệ ông cha và bây giờ đến chúng tôi đang cải tạo và đang làm cho nó hoàn thiện hơn, nó đẹp hơn. Từ những con đường đất, đường mòn bây giờ chuyển sang con đường đá rộng rãi thanh thang, xe cộ thả lên tận đỉnh đỉnh đồi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn các bạn xuống cái vườn cây vú sữa được khoảng 2 năm, chúng tôi đang mới trồng cái đây khoảng 2 năm. Và trước khi chúng ta đi xuống xuống vườn vú sữa thì tôi giới thiệu với các bạn thì đây là cái vườn dứa ông bà trồng. Đây là gọi là chiến lược lấy ngắn nuôi dài. Đấy. Vì trồng cây lưu niên nó tương đối là mất nhiều năm. Cho nên là trồng cây dứa thì có thể hơn một năm là thu hoạch rồi. Đấy, chúng dứa là mọi người ở đây nông trường nông giao trồng là trước khi trồng dứa là phủ tứ bóng, làm đất rồi phủ tứ bóng lên rồi trồng dứa. Thì như vậy là hạn chế tối đa cái việc là phải làm cỏ. Đấy, tiết kiệm được rất nhiều công sức. Đây cũng là một cái sáng kiến kinh nghiệm là rất tuyệt vời. Đây, con đường này chúng tôi mới đổ đá xong. Đây, cùng theo chân anh em Casero Việt Nam xuống vườn ươm. Đây, cây vú sữa. Vâng, cây vú sữa thì chúng tôi đã trồng ươm cách đây khoảng 2 năm và hứa hẹn là khoảng 3 năm nữa là chúng ta sẽ có một cái vườn vú sữa đường kính tầm khoảng 10 cm. Chúng tôi trồng cây cao nhất này thì cũng giờ cũng là tầm được khoảng hơn 2 mét. Đây, các bạn để ý kỹ thì mỗi một cây vú sữa đều được cắt tỉa và được nẹp tre để cho cây thẳng thân. Đấy. Đây là giống cây vú sữa tím, vú sữa rất khỏe và cho bóng mát và cho rất sai quả. Đấy, với diện tích vườn này tầm khoảng 2000 m2. Cái cự ly trồng mà chúng tôi trồng trung bình là tầm khoảng 2 mét rưỡi đến 3 mét một cây. Và các bạn biết đấy, thì để trồng cây vú sữa này thì bắt buộc là chúng ta cần phải chăm sóc như tỉa cành, tỉa lá, uốn thân và đặc biệt là phải tưới nước. Và mới một cái đại công trường như thế này, một đại công trường tầm 10 hectare như thế này, thế thì tưới nước cũng là cả một vấn đề. Và chúng tôi đã phải đầu tư rất là nhiều công sức và tiền bạc. Đây các bạn để ý kỹ, nước đã vào đến tận công trình. Đó, thấy chưa? Đó, thấy tuyệt vời không? Đấy. Đây là hệ thống nước chảy từ trên đỉnh. Ở trên kia có giếng khoan và khoan vào cái bể, bể chứa lớn. Và đây là nước này, là nước chảy theo gì nhỉ? Theo cây, tức là không cần phải máy bơm, tức là từ trên cao chảy xuống tự nhiên. Đó, chúng tôi thiết kế hệ thống đường nước hết ngầm ở dưới rồi. Đấy, tầm khoảng đây này, khoảng 10 mét là có một cái ống. Đấy, vòi lên. Thì các bạn biết rằng là quá nhiều công sức và tiền bạc. Đấy, các bạn để ý cái sườn kali kia. Đấy, cách khoảng 5-10 mét thì có một cái đường ống. Đó. Vậy cho nên là cái hệ thống nước, kể cả những cây khác cũng vậy, chúng tôi đầu tư hệ thống nước đến nơi đến chốn để cho tưới tắm chăm sóc, để đảm bảo cho cây cối tốt tươi.
Đấy, toàn bộ đường viền dưới kia là chúng tôi trồng bằng cái mít, vừa là gì để trồng để lấy quả, vừa là trồng để giữ đất người ta ly sườn. Đấy. Rồi là cũng có thể là đánh cây để bán cho khách hàng. Đấy. Vâng, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một cái quy hoạch trồng cây vú sữa ở tại vườn ươm số 1 của Casaro Việt Nam tại Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình. Và các bạn muốn mua cây, liên hệ cây thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0976 609 399. Các bạn sẽ nhận được một cái cây mà với một cái giá thành đảm bảo là giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất. Bởi vì là chúng tôi trực tiếp tiến hành sản xuất cũng như là chăm sóc, phân phối và đi trồng cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm lắng nghe và theo dõi kênh của Casaro Việt Nam. Các bác hãy giúp cho kênh của chúng tôi một like và một đăng ký để chúng tôi có thể là được chia sẻ nhiều hơn, được phục vụ được nhiều hơn nữa trên mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn tất cả các bạn, các bác, cảm ơn mọi người. Khung cảnh thật là vĩ đại.